một cái chân gà. Wow, ngon quá à. Cốc cốc, cho tôi một bịch bánh. Woohoo, đúng là cái mâm thần này thật là hữu hiệu. Ủa quá trời bánh luôn. Ủa mâm cơm mà sao chị hai gõ? Trời ơi, đây là cái mâm thần á, mày muốn ăn gì chỉ cần gõ vào đây ba cái đồ ăn sẽ xuất hiện ngay. Cho em gõ với. Không, mỗi lần mày muốn gõ phải đưa tao 20k. Nè, mệt quá. Mày gõ đi nha, tao đi trước đó. Cho tôi một phần gà rán với lại pizza. Ủa sao không có gì trời? Ủa, cái mâm mới để đây nó mất tiêu rồi trời. Ủa nè, cái mâm của bà sao con lấy vậy? Mâm thần của bà. Thần cái gì? Thần kinh thì có. Trời đất ơi chị hai. Ngày xưa ngày xưa, xưa thật là xưa, ở một ngôi làng nọ có một con vịt cạp 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 cạp, vừa biết bơi nè, vừa biết bay mà vừa biết phun tên ra. Làm gì có con vịt nào mà biết phun tên? Sao mày biết không có? Trong sách viết vậy mà. Chị hai đọc chuyện gì đâu không mà không nghe nữa đâu. Ủa, trong chuyện ghi như vậy mà ta. Lỡ có con vịt biết phun tơ rồi sao? Trời ơi, không thể chị hai nói thật. Con vịt phun tơ. Rình bắt mấy con gà phá lúa mà sáng giờ không bắt được con nào. Là mặc bộ đồ nóng xỉu à. Ngon quá. Không có muốn ăn đâu. Tại lỡ chân té. Lỡ chân té gì mà kỳ cục vậy? Trên đất dòng mình trồng khoai lang. Đỡ miệng thôi à. Bánh mì thơm quá à. Có ai muốn ăn không ta? Khai quá. Này thì giả bộ dách té hả cơn? Công chúa của bà đây. Bé hai, con làm gì lấy chiếu của bà đem ra đây vậy? Dạ con làm trang phục giống trên mạng á bà. Đâu đâu cho bà coi với. Dạ đây nè. Trời đất ơi, bà thấy cái kiểu này đâu có đẹp đâu. À vậy bây giờ bà sẽ sáng tạo cho con một kiểu đẹp độc lạ hơn nha. Dạ. Đứng yên coi, muốn đẹp là phải đứng yên. Ê, xong rồi đó. Sao bà buộc con gì kỳ quá vậy? Chữ phá quá, ai mà chịu cho nổi. Bà ơi mở cho con. Bà ơi ưa không phá nữa. Ủa bà hái lá chanh chi nhiều vậy bà? À ruộng của mình chuẩn bị vô mùa dế kêu rồi đó. Bà định hái lá chanh nè. Là mà dế ra lá chanh ngon lắm. Thôi bây giờ con cũng đang rảnh, bà để con đi bắt cho. Vậy con đi bắt đi. Bà hái xong á hai bà cháu mình vô làm. Dạ. Mày hả mày. Con bắt xong chưa? Dạ sắp xong rồi bà đợi con tí đi. Ừ. Quá trời dế luôn. Bà ơi con bắt xong rồi nè. Đâu cho bà coi với. Nè. Trời đất ơi Giang. Trời đất ơi, dế mày không bắt, mày bắt Giang chứ vậy? Ủa tại hai con này nó giống nhau quá chứ bộ. Xin lỗi bà nha, để con đi bắt con khác lại cho bà. Thôi khỏi nghỉ ăn. Trời ơi. Giáng xào lá chanh cũng ngon mà. Bữa nay ăn gì vậy bà? Mình ăn cá nha con. Xôi. Ủa bà đâu rồi? Bà ơi. Ủa không có luôn. Ủa bà ở đây hả? Nãy giờ con tưởng bà về ngủ không à. Bé hai ơi, kéo bà lên đi con. Dạ để con kéo bà lên. Ủa bà có sao không bà? Gãy xương tôi à. Ây da. Sao cơm mới nấu mà thiêu hết rồi ta? Anh đem cho cá ăn luôn cho rồi. Bà Lô ơi, đóng tiền điện. À ra liền. Ôi đói quá. Ủa tôi cơm ai để đây vậy ta? Đói quá ăn luôn. Ủa chị hai ăn gì vậy? Này ăn cơm nè, mày ăn không? Ăn đói muốn xỉu. Nè. Mày chị hai có nghe mùi cơm này lạ không? Nó chua chua á, giống cơm rượu á. Nhưng mà không sao đâu mày ơi, ăn đại đi. Hai đứa có thấy tô cơm thiêu của bà ở đâu không? Trời đất ơi sao hai này nó không nói ta? Tô cơm thiêu rất tiêu trời. Bây giờ đau quá vậy trời. Chị hai đi xong cho em, đau bụng quá. Trời tao một tí. Ui rồi sao? Trứng vịt đồng mùa này ngon dữ lắm. Mình bươi coi có sót trứng nào dưới đây không. Ê. Trời ơi cái gì to quá vậy nè. Ủa mình phải về nói bà mới được. Trời ơi rau muống mùa này xanh dữ quá. Bà
ở ngoài đồng mình có chứng gì cho bá luôn. Thiệt không? Thiệt tận mắt con dân điên mà. Đâu, dẫn bà đi. Đi. Bà Lép, bà Lép, có chuyện rồi. Vụ gì? Ở phía sau nhà có cái gì bự dữ lắm. Thiệt không? Thiệt, đi. Ở đâu? Ở đâu chỉ coi. Ê, hình như ở chỗ này nè, hồi nãy con bé Hai nó chỉ á. Bây giờ tôi đếm nha, 1, 2, 3 túi bà bươi ra. Ừ. Ủa, chai mít. Ê, chai mít này nhìn quen quá vậy. Ý, chai mít nhà tôi mà. Trời đất ơi, thằng trộm nào đinh ra đây rồi. Trời đất ơi, bị con bé Hai nó lừa nữa rồi. Con bé Hai. Bé Hai, mang rác ra ngoài giục cho bà đi con. Dạ. Con nhỏ cháu ngoan ghê, nhờ cái gì là đi liền vậy đó. Ê, để coi tài nghệ của mình tới đâu. Đừng quá bé Hai ơi. Trời đất ơi, con bé Hai nó làm cái gì mà hay quá vậy trời. Liệu một cái bắt phát bắt chúng, phải học theo mới được. Lụm cái bịch này lên chọi mới được. Quay sao ta? Quay dài, dài, dài. Thôi quá. Trời đất ơi, bắt trước nó làm chi không biết. Để giờ đổ tùm lum tùm la, giờ ông muốn chết à. Bà làm sao làm giống con được, con là dân chuyên nghiệp à. Ủa, vỏ không sao ăn. Công nhận dưa hấu ngọt ghê trời ơi coi. Coi bé Hai, bé Hai. Dạ. Dùng cho bà miếng dưa hấu đi con. Dạ. Ừ, cảm ơn. Ngon quá, còn miếng gì mà bà bố uổng ghê. Sao con bé Hai nó có sở thích gì lạ vậy ta? Chắc thích ăn dưa hấu á. Qua đây coi. Nhanh lên, nhanh lên. Bé Hai, bà biết con thèm dưa hấu cho nên bà chừa cho con nè. Dạ, cảm ơn bà. Ừ. Ủa, vỏ không sao ăn? Vậy là thương dữ chưa? Tao ơi, bữa nay tao với mày sẽ tiên chiến. Dễ gì mà bắn chúng được em. Mày thế nè. Lâu lâu. Bữa nay tao bắn mày sưng đít luôn. Mày hả mày, mày hả bưởi. Mày nè. Lâu lâu, bắn rồi. Ừ, bảo đảm phát mày bách phát bách trúng á. Trời đất ơi, cái gì mà đau quá vậy? Con bé Hai, đứng lại. Ý, trúng bà ơi. Chạy là thương sách. Chị Hai còn non lắm. Ờ, ngọt quá. Bà ơi, đang làm gì đó? Bà đang làm bánh mì nè. Cho con làm với. Vô đây, bà chỉ cho con làm. Dạ. Để bà chỉ cho con nghe. Bây giờ con bột nè, con nhồi nó ra. Sau đó thì con cán bột ra. Rồi vậy là xong rồi đó. Dạ, rồi rồi rồi, dễ quá bà ơi. Đưa đây con làm cho. Ừ. Mình nhồi bột nè, xong rồi á mình cán cái bột này nè. Trời đất ơi, bé Hai ơi, con có sao bé Hai? Bà ơi, chiều nay khỏi nấu cơm nha con nồi. Thương bé ơi.